tất cả cùng phát triển, không ai bỏ lại phía sau. Cần nghiên cứu bổ sung chính sách hỗ trợ tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đối với hộ có mức sống trung bình. Chiều 14 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết 15 thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Theo báo cáo, 15 đã có 238.000 tỷ đồng được huy động, đưa tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến nay đạt 373.000 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần so với trước khi thực hiện chỉ thị. Bình quân tăng trưởng nguồn vốn hàng năm đạt 10%. Với nguồn lực lớn được huy động, tín dụng chính sách đã được hỗ trợ cho trên 21 triệu lượt hộ nghèo. Đối tượng chính sách được vay vốn với tổng doanh số cho vay đạt 733.000 tỷ đồng. Đáp ứng mục tiêu mở rộng đối tượng, nâng mức cho vay, góp phần mang lại sinh kế, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần ngăn chặn tệ cho vay nặng lãi, giúp đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Từ đó giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 từ 14% xuống 4%. Giai đoạn 2016-2021 giảm từ 9% xuống 2,2% và đến cuối năm 2023 thì còn 2,93%. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá những kết quả đạt được sau một thập kỷ, cả hệ thống chính trị chung tay vào cuộc, tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một điểm sáng và vẫn là một trụ cột trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. On the afternoon of the August 14, Prime Minister chaired a conference to the review 10 years of the implementing directive. Law the 40 of the Secretary Party Center Committee presenting the party leadership over social policy credit. According to the report, in the 10 years, has been mobilized bringing the total social policy credit capital to date time higher than before the implementation of the directive, with